Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi tối ngày hôm nay thì em Dương sẽ đổi gió một chút nhá. Thì hôm qua thì em có lên một hai cái mẫu áo gió, thì cũng có rất nhiều anh em hỏi em sản phẩm áo gió ấy. Thì tối nay thì em sẽ lên cho anh em sản phẩm áo gió nhá. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em khoảng 22 mã áo hiệu em tuyển chọn rất là kỹ nhá. Trong đó thì có những cái thương hiệu lớn như là em có Burberry này, Prada này, có Nike, Adidas, Lacoste thì rất nhiều rồi. Ngoài ra thì còn rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng khác nhá. Thì giá thì em sẽ báo giá theo từng cái sản phẩm một anh em nhé. Thì tùy theo sản phẩm thì em sẽ có cái mức giá cho từng sản phẩm chứ không đồng giá anh em nhé. Rồi, mã đầu tiên này em lên cho anh em con Prada nhé. Con áo gió của Prada, áo gió hai lớp của Prada này. Đây. Con này độ mới rơi tầm khoảng 88-90%. Bên tay áo này nó có một cái tag. Đây, tag truyền thống của Prada. Đây, các cái nút thắt từ chun trước của nó còn rất là mới anh em nhé. Đây, con này là áo hàng made in Italy nhé. Đây, made in Italy này anh em này. Đây, Prada. Đây, trong này có một cái tag này. Đây, trong này có một cái tag Prada nữa này. Chất liệu của nó là chất liệu polyester nhé. Bên ngoài ly lông này, trong là polyester này. Đây. Sẽ mặc lên cho anh em xem luôn. Đây. Đây. Như con này là mã R1 này, vai 40 bụng 45. Dài áo là 68 nhá. Đây, như con này là em mặc là cũng tương đối là vừa vặn. Em là cao 1m65, nặng tầm 55 cân anh em nhá. Con áo gió của Prada rất chất luôn đây, anh em nhá. Prada. Như cái áo gió của Prada hai lớp như thế này thì trên thị trường thì áo mới nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ trên 60 triệu anh em nhé, 60 đến 80 triệu tùy từng áo. Thì tất cả cái tag của nó đều như này anh em nhé, chứ nó không có tag ấy đâu. Đây anh em này, tag này. Đây, tag tiếp này. Đây. Làm rất là khác biệt so với cái áo khác anh em nhé. Đây. Thì đây em đọc lại số này. Mã R1 này. Hôm nay em lên từ mã R nhé. R1 này vai 40, bụng 45, dài 68 nhé. Và áo Prada hàng này thì em bán là 2 triệu anh em nhé. 2 triệu cái áo Prada. Áo rất mới. Tiếp theo này, em lên con này của Montbel nhé. Montbel này, áo này thì áo gió một lớp nhé. Siêu mỏng luôn, siêu nhẹ anh em nhé. Đây, áo này đây cho các chú bác nhà mình buổi sáng ấy, khi mà trời nó vẫn còn lạnh như năm nay thì là mưa nhiều thì nó sẽ nhiệt độ thì như vậy. Thì là buổi sáng thì mình cũng nên mặc một cái áo gió để đi chạy, đi tập thể dục anh em nhé. Đây, con này như mới thôi. Con này thì độ mới được khoảng trên 95%. Con này siêu mỏng luôn anh em nhé. Áo mỏng bằng nửa tờ giấy. Chưa giờ thấy con áo nó mỏng nhỉ. Quá mỏng. Đây, độ mới của nó là hoàn hảo anh em nhé. Đây. Đây, con này mỏng lắm. Áo cực kỳ mỏng luôn anh em nhé. Đây, cái kiểu áo giấy ấy. Rất mỏng luôn. Đây, áo mỏng anh em nhé. Tag của nó đây anh em nhé. Chất liệu của nó là rayon nhé. Đây, rayon 100% made in Việt Nam, ngoài hàng made in Việt Nam. Như dòng Montbel này thì áo mới của nó thì em search thì nó cũng rơi tầm khoảng độ 3-4 triệu con áo Montbel. Con này là mã R2 nhé. Mã R2 ngang 50 dài 60 nhé. Con này có giá là 400 nhé. Mã R2 báo của Montbel. Đây, mã R2 nhé. Áo nhẹ quá anh em. Nhẹ quá. Mã tiếp theo là em Lacoste nhé. Mã tiếp theo này, Lacoste theo này. Đây, mã Lacoste con này là áo gió hai lớp nhé. Áo gió hai lớp này, Lacoste nha anh em nhé. Đây, áo gió có Lacoste này. Cúc của nó này cũng đây, có chữ Lacoste này. Đây, Lacoste này. Trong là lót lưới anh em nhé. Bên trong là lót lưới này. Đây, bên trong này. Đây, trên mũ lót lưới này. Còn đây. Ở bên trong là lại có một lớp lót nữa nhé.
Đây cả thứ đấy. Ừ, con này như mới luôn anh em nhé, áo như mới luôn. Tag này, con này chất polyester 100% nhé. Đây tag này anh em nhé. Hàng con này là hàng nội địa Nhật nhé anh em nhé. Hàng nội địa Nhật này, áo của Lecoq. Đây, áo Lecoq anh em nhé, rất chất luôn. Mã R3 nhé, vai 38 bụng 45, giá là 61 nhé. Cái này em mặc vừa luôn này này anh em. Đấy. À, giá là 400.000 nhá. Mã R3, vai 38 bụng 45. À, giá áo là 61 anh em nhá. Giá áo là 61 này. Mà em Lecoq. Giá đầu bây giờ cũng có thể coi là đầu mùa ấy, tại vì là năm nay thì là có mưa nhiều như này thì anh em cũng nên mua sớm, tại vì thời điểm này thì là mình mua những con áo gió thì là mình vẫn sử dụng đến mà. Thứ hai nữa là đầu mùa thì anh em mua sẽ có nhiều lựa chọn hơn ấy. Rất nhiều lựa chọn và áo nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo này, một con này là áo Valentino Italy nhé. Mày màu gió của Valentino này. Đây. Valentino này. Cúc của Zip Tech này. Đây. À, khóa kéo của Zip Tech này. Con này hai bên là có túi nhá, có túi cúc này. Đây. Đằng sau nha, đằng sau thêu này, thêu rất to và đẹp luôn anh em nhé. Heo cực to và đẹp luôn anh em này. Đây, Valentino Italy này. Đây, bên trong thì nó là một lớp thôi anh em nhé. Chỉ là một lớp thôi. Còn cái đoạn trên thì nó có lưới đây. Đây, có lưới đoạn trên này, dưới nó là một lớp anh em nhé. Đây, Valentino Italy này. Con này áo form size L nhé. Con này mới lắm. Con này mới không phải 90%. Đây, con này áo thì nó không có túi này. Đây. Áo rất mỏng nhá. Ở mã R4 này, ở vai 53, bụng 51, giá áo là 69 nhá. Này mà 500 nhá. Đây. Valentino áo khoác một lớp 500.000 anh em nhá. Này. À, mã tiếp theo này, mã R5 nhá, một em con này áo Puma này. Đây. Áo Puma nhá. Đây, mã tiếp in này. Chỗ này là hơi bẩn một tí, là cái này là em lau sạch để cho anh em nhá. Đây hàng về em cũng chưa có xử lý gì cả. Đây cái đoạn này là vải nỉ anh em nhé. Đây. Đây thế còn trên này là gió này. Đây, nửa gió nửa ấy. Đây, khóa của nó này. Đây, Puma này là form size XL này. À con này nó chỉ khóa kéo đến đây thôi anh em nhé. Đây này. Đây nó chỉ kéo đây thôi. Còn đâu là mình chui vào đằng sau nha anh em nhé. Đằng sau nó làm các cái đây này, áo này là kiểu áo gió thể thao ấy. Đằng sau nó làm rất là thoáng này, vải rất là mỏng luôn anh em nhé, vải rất mỏng thoáng luôn này. Con này là mã R5 nhé. Và con này là ngang 51, dài 75 nhé. Con này em bán là 400 nhé anh em nhé. 400, và em bố mà. Con này ngang 51, dài 75 nhé. Con này đây, anh em là phải tầm trên 60 cân, 70 cân. Đây, ta là mã QR. Con này Mechina nhé. Đây, chính hãng của Puma. Mã R5 nhé, ngang 51, dài 75, giá là 400. Tiếp theo này, một em áo gió hai lớp mỏng. Con này áo của Anipilo này, form size L nhé, form size L, con này hàng made in Việt Nam. Áo màu đỏ rất đẹp luôn này. Đây, con này được mới đã hoàn hảo rồi. Không lỗ nhỏ đâu anh em nhé. Áo màu đỏ, áo gió một lớp Anipilo. Đây, con này là có tag đen này. Chất liệu polyester 100%, tag đen, con này hàng made in Việt Nam. Con này là mã R6 này, vai 44 bụng 50. Giá áo là 66 nhé. Con này có giá là 200. 200.000 con này anh em nhé. Đây. Mã R6.
đây, con này là một lớp anh em nhé, xin lỗi em nhìn nhầm, nó một lớp đây, một lớp đây cái túi của nó, đây áo gió một lớp của Anikilo nhé, áo rất mỏng. Đây. À mã tiếp theo này, của em con này là áo của Balenciaga nhé, áo gió của Balenciaga này, áo này hiệu này thì nói chung là giá lúc nào cũng vài chục triệu rồi, Balenciaga Paris, đây Balenciaga Paris này. Con này không có tác à? Con này cắt nó tác à? Con này không có tác à? Em cắt nó tác à? Đây, Balenciaga. Đây, con này size rất to anh em. À đây, tác đây, tác đây, tác đây. Áo to quá. Đây, tác đây em nhé. Con này là sản xuất tại Pháp nhé, Made in France. Đây, tác đây là của nó đây anh em nhé. Đây, form size 40 này, tác này. À, con này là mã R7 này, à, vai 57, bụng 61, giá là 77 nhé. Con này bán 800 nhé, 800 của em Balenciaga. Nói chung áo gió của Balen thì nói chung là không phải nào ở trên 40 triệu anh em nhé. Đây, không giá rẻ đâu anh em ạ. Mấy cái hãng xa xỉ này, áo gió nào, à, nó là xa xỉ phẩm Balenciaga. Mã R7 anh em nhé, vai 57, bụng 61, giá là 77 nhé, à, giá 800. Con này mới tinh thôi, nhưng mới anh em nhé. À mã tiếp theo này, con áo của Evisu nhé, con này màu này các chú bác mặc rất đẹp này, cực kỳ lịch sự luôn nhé. Con này thì nó có cái khóa kéo để hình như là để lắp mũ nha, nhưng mà con này không có mũ, con này không có mũ, con này mới lắm. Đây, con áo khoác rất đẹp luôn này nhé. Cúc của nó dập hiệu nhá, Evisu này, Evisu đây anh em nhé, đây, tay áo đây anh em, tay áo đây. Ôi chỉ có 3, à 4 cúc rồi, ôi đang mất 1 cúc rồi, bây giờ mất 1 cúc rồi anh em nhé, mất 1 cúc rồi này. Đây, Evisu này, con này form size 105 nhé, size 105 này. Đây, con này là mã R8 này, vai 44, bụng 49, dài 73 nhé. Đó, con này bán 1 triệu nha anh em nhé. Này bán 1 triệu rồi. Đây, có cái cúc này thì em sẽ cố gắng đặt về cho anh em nhé. Đây, em với xù này. Đây, áo này em nhìn thấy bên trong này. Các cái lót này anh em nhé. Đây này, các cái đường chỉ của nó này. Tất cả đều có lót hết này. Đây, áo rất chất luôn này. Đây anh em nhìn này, cái đường chỉ của nó này, chung là đây anh em nhìn này, đây cái màu ô liu này rất hot này, đây áo quá đỉnh luôn anh em nhé, đây tất cả các cái đường bo này bên trong này nó đều có bo hết nhé, đây bên ngoài đồ mới gần như là cũng là hoàn hảo, mỗi cái là có cái cúc này thì là em sẽ tìm để thay thế cho anh chú bác nhà mình nhé. Đây quần áo rất đẹp luôn này, mã R8 nhé. Mã tiếp theo nhé. Mã tiếp theo này. Mã tiếp theo em lên cho anh em một con Kappa Italy nhé. Con này áo gốp Kappa Italy này. Đẹp lắm con này. Đây, áo gốp này anh em nhé. Kappa Italy này. Đây, chỗ này có họa tiết in này. In này của Kappa này. Đây. Đây, bên này có họa tiết in của Kappa nhé anh em nhé. Đây. Khóa của IKK này. Đây, Kappa nhé. Đây, con này là áo gió hai lớp, bên trong là nó có một lớp lưới nhé, lót lưới anh em nhé, lót lưới này, đây lót lưới này, đây tác này, chất polyester 100%, đây tác mới tinh luôn. Và con này có cái là chỗ tay áo này nó bị đây này anh em này, xước một tí ở đây rồi, đây xước một tí ti ở đây này, đây anh em này, còn lại là hoàn hảo hết anh em nhé, đây áo này chất luôn anh em này. Con này mã R9 nhé, vai 43, bụng 49, dài áo là 65 anh em nhé, mã R9, 300 nhé, con này nó hơi xước một tí ở tay nhưng mà lại bán rẻ anh em, R9 nhé, vai 43, bụng 49, dài áo là 65, 300 nghìn con này, 300 nghìn. Mã tiếp theo này, một con Nike nhé, Nike này, Nike logo theo nha anh em nhé, áo gió
Không, của Nike. Đây, con này made in China này. Đây, khóa của nó đây. Đây. Đây, con này là gió một lớp anh em nhé. Gió một lớp. Gió một lớp của Nike. Chất polyester 100% tác này anh em nhé. Đây. Đây. Túi thường anh em nhé. À, con này là mã R10 nhé. À, ngang 49 này. Dài 61. Con này mà nó 400 nhé. 400. Con này mà khoác gió đơn giản của Nike đó. Con này mới á. Này như mới. Này, khoác gió một lớp của Nike. À, mã R10 nhé anh em nhé. Mã R10 này. Đây dưới này có một cái tag. Có một cái tag này. Tag theo nhé, của Nike này. Mã R10 này ngang 49 này. Dài 61 nhé. 400.000. Mã tiếp theo này, mã em Fila, con này đẹp quá, con này thêu đẹp. Fila, Fila thêu rất đẹp rồi, rất dày nha anh em nhé. Đằng sau này anh em này. Sau lại thêu tiếp nhé. Đây đằng sau này. Toàn bộ là thêu hết. Fila Italy này. Đây. Đẹp luôn, những con này là khóa nó chỉ đến chỗ này thôi anh em nhé. Khóa nó chỉ đến đây đây. Đây, tag này, mới tinh rồi. Đây, cả mã mã QR à đâu. Đây không mã QR, con này là có mã vạch này. À đây mã QR đây. QR này anh em này, mã vạch này, Fila này. Đây. Con này là hàng của Hàn Quốc anh em nhé, hàng nội địa của Hàn Quốc. Đây. Hàng nội địa của Hàn Quốc anh em ạ. Khóa của IKK này, khóa xịn. Fila. Quen cực đẹp luôn anh em nhé. Đấy. Áo Fila. À, con này là mã R11 nhé. À, ngang 53 dài 66. Giá là 500 anh em. Áo gió một lớp của Fila. À, mã tiếp theo là một em Adidas nhé. Con này là họa tiết của nó là họa tiết in này, họa tiết in nhé. Đây. Bên này là có họa tiết thêu này. Thêu chữ ở bên này này. Con này là Adidas nhưng mà là Adidas lại dòng kiểu Climber Cool chứ, kiểu áo khoác gió Adidas nhưng mà kiểu vẫn theo cái dòng mà vẫn đi thể dục thể thao ấy. À, áo đằng sau thì nó có rất nhiều các cái lỗ thoáng khí này để cho chú bác mình đi tập thể dục thể thao nhé. Tay áo thế này anh em này, tay áo nó có rất nhiều các cái lỗ thoáng khí này. Đấy, rất nhiều lỗ thoáng khí nhé. Đây, rất nhiều cái lỗ thoáng khí này, hai bên này. Đây nó có sọc này. Đây, có sọc này. In nha anh em nhé, đó là đường in đấy. Đây, này áo rất đẹp, nó khóa hai bên mỗi bên màu luôn. À đây, tag này. Đây, tag này anh em nhé. Con này cũng hàng nội địa Nhật nhé, áo rất là mới luôn. Đây. Con này là mã R12 nhé. R12 vai 36 bụng 51, giá áo là 69 nhé. Con này áo là 400.000 nhé, giá là 400 này. Đây như em tầm mét 65 thì nó sẽ hơi dài một tí nhưng mà vẫn vừa. Mã tiếp theo này một em, con này là áo của Aniquilo này, Consumer nhé, sản xuất Indo này, áo gió một lớp rất mỏng Aniquilo luôn, áo màu trắng tinh. Đó một lớp của Aniquilo này. Đây, tag này anh em nhé. Đây, cũng chất polyester, áo gió polyester. Đa phần là chất polyester hết. Đây, gió một lớp. Đây, con này sáng ra là các anh chú bác mình này. Trời xe xe lạnh này. Nhà mặc cái áo này đi thể dục thể thao này, tuyệt vời luôn. Mã R13 nhé, vai 40, bụng 45, giá là 57 nhé. À, con này có giá là 300 nhé. Đây, con này như em mặc thì là sẽ là hơi kích một tí. Nên anh em tầm khoảng 50 cân đấy. 50 cân mặc con này đấy. Mà hoặc là như con áo này thì là cả nam cả nữ mặc đều được nhá. Đấy, cho nên là anh em nó có thể mua về cho chị nhà được. Đây, áo này nam nữ mặc được hết. Áo như mới luôn nhá. Con này áo như mới luôn. Độ mới hoàn hảo luôn. Đây có 300.000 con áo gió của anh đi.
3R13 nhé, vai 40, bụng 45, dài 57, à 300. À, mã tiếp theo là áo khoác nỉ nhé, khoác nỉ của Lecoq, Lecoq Sportif nha anh em nhé. Đây, Lecoq anh em nhé. Đây, khóa này, còn rất mới. Đằng sau là anh em này, đây. Đằng sau là nó có họa tiết in nhé. Đằng sau họa tiết in này. Đằng trước của nó thì là đây, có cái họa tiết theo, theo ở đây, theo bên này. Đây, con này là hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Con này hàng Hàn này. Nó hàng nội địa Hàn này. Đây, tag này anh em nhé. Con này là mã R14 nhé. Vai 41, bụng 42, giá là 67 nhé. Con này có giá là 400. 400 anh em nhé. Đây, áo rất đẹp ở mỗi bên, tay áo màu này. Áo có kiểu thể thao. Kiểu thể thao luôn, có đẹp luôn. Con này nó là khoác nỉ đấy anh em nhé. Nỉ nhưng mà nỉ con này mỏng lắm. Mã tiếp theo là mà em Lecoq tiếp nhé. Lecoq tiếp này. Con này nó họa tiết là in. In này. Đây, Lecoq này. Đây, khóa mỗi bên một màu luôn. Đây, áo đẹp quá. Đây, tác mới tinh luôn anh em này, sản xuất tại Indo nhé. Đây, con này có hàng Nhật đấy, xuất hàng Nhật đấy. Đây, khóa của nó mới tinh, Lecoq này. Đây, đây màu gió của Lecoq rất đẹp luôn này. Con này mã R15 nhé, ngang 46 này, bụng 46 dài 61, giá là 400 nhé. Em gió có Lecoq này, đẹp luôn này. Có túi này. Mã tiếp theo này. Một con áo gió nỉ nhá. Áo gió nỉ tiếp tục của Adidas này. Đây, Adidas này. Đây, khóa của nó này. Đây, con này thì là hai bên tay nó là thêu nhá. Thêu này. Đây. Đằng sau thì nó là có họa tiết của nó là in nhé. Họa tiết của nó là in này. Đây, tag của Adidas. Con này sản xuất tại Campuchia nhé. Hai tag đen. Đây, tag bên trong này. Tag bên trong này. Con này là polyester 100% này. Áo khoác nỉ. Con này mã R16 nhé, vai 45, bụng 49, giá là 70 nhé, con này giá là 400, 400 anh em nhé. Mã R16 nhé, vai 45 này, bụng 49, giá áo là 70, giá 400 anh em nhé. Mã tiếp theo là của em Adidas tiếp này, Adidas họa tiết theo nhé, họa tiết theo này. Đấy, con này thì không có mũ. Đây, Adidas này, form size L này. Đây, quả kéo của nó này. Con này thì tag nó hơi bị mất tag rồi em nhé. Đây, cắt mất tag rồi. Đây, bên dưới bên trong này. Con này là mã R17 nhé. Vai 53, bụng 61, giá là 73, có giá là 400 nhé. Con này nó chỉ form dáng basic thôi. Nó hơi rộng em ạ. Đây mình rơi cho anh em xem nhé. Cái này dáng basic này. Đây, con này dễ nhìn, màu dễ mặc nhé. Đây, màu nó rất dễ mặc luôn. Mã R17 này, vai 53, bụng 61, dài áo là 73, giá là 400 nhé. Mã tiếp theo này, mã R18 này, của em Adidas cũng kiểu form dáng basic như thế nhé. Kiểu basic như thế này. Đây, này. Đây, made in Japan nhé. Con này sản xuất tại Nhật luôn này. Ở hai bên tay của nó nhé, nó có các cái họa tiết. Đây, nó in này. In cả chữ Adidas này, dài khác các tay áo luôn. Đây, con này mới lắm, mới tinh luôn. Con này hàng nội địa Nhật, made in Japan nhé. Đây, tag này anh em nhé. Đây, tag của Adidas này. Đầy đủ hết tem tag này. Đây, áo quá đẹp luôn.
Đấy, con này giá cơ bản thôi, em cũng không có mặc nhé. Mã R18 này, vai 42 bụng 50, giá là 65 nhé. Con này có giá là 400, em ai đi đã, đi Nhật Bản. Mã tiếp theo này, em lên cho em một con Burberry nhé. Burberry áo gió, Burberry này, đây. Hàng áo gió Burberry thì giá lúc nào cũng phải tầm 5-60 triệu trở lên anh em nhé. Đây, con này là cúc, khóa kéo của nó cũng tập hiệu cho Burberry này. Đây, con này hàng siêu hiếm luôn anh em nhé. Đây, cái thắt của nó này, dập hiệu chữ Burberry này, rất đẹp luôn. Đây, con này một bên tay áo của nó có, đây, có dập tag Burberry nhá. Con này trên này là tag nâu này, Burberry này. Con này là hàng Medicina nhá, Medicina. Chất polyester 100% tag này. Đây, tag đầy đủ hết anh em nhé. Đây, bên trong anh em nhé. Đây. Đây, con này cũng chỉ là gió một lớp thôi anh em nhé. Nó khoác gió một lớp. Một cái Burberry này. Đây, đây hai bên có hai túi này anh em nhé. Hai túi này. Đây, đây anh em nhìn kỹ chất áo này. Đây, con này áo chung bên ngoài gần như nó cũng hoàn hảo, mới tinh. Con này là mã R19 nhé. Mã R19 này. Vai 47 đến 49, giá là 68. Con này em bán là giá là 900 nhé, 900 nghìn của em khoác gió của Burberry. Đây, con này em mặc này hơi rộng rồi, mặc con này hơi rộng. Mã R19 nhé, vai 47 đến 49, dài 68, giá là 900. Tiếp theo một em khoác nỉ của Lecoq Sportif này, Lecoq này. Đây, con này khóa kéo hình tam giác luôn này, Lecoq này, trông rất xịn. Nhưng mà con này độ mới nó không cao, độ mới con này nó rơi tầm, con này áo em thấy nó hơi bạc nhẹ rồi. Con này độ mới nó rơi 85% này, Lecoq này. Đây, mã R20 nhé, vai 47, bụng 47, dài áo là 66. Dài áo là 66 này, em Lecoq áo khoác nỉ. Đây, khoác nỉ này, con này áo cũng kiểu áo mặc kịch tập ấy. Tao cũng trên đỉnh này, kiểu áo mặc kịch tập luôn. Đây, tác này, con này hàng nội địa của Hàn nhé. Đây, tác này. Đây, con này là áo mặc đi tập cho anh em nhé. Đây, bên này nó có chỗ theo này. Đây, áo rất đẹp luôn. Mã R20, vai 47, bụng 47, dài 66. 300 nghìn anh em nhé, này 300 nha. Mã tiếp theo này, con này là áo của Anikilo nhé, mã tiết loang rất đẹp luôn này, Anikilo Fox M này, hàng Made in Việt Nam. Đây, Fox M hàng Made in Việt Nam. Con này mỏng lắm anh em ạ, áo một lớp mỏng, đây, mặc mùa này rất hợp luôn. Đây, tác này anh em nhé. Đây, rất mới luôn. Đây, màu là đẹp quá anh em. Đây, con gió một lớp của Anikilo, màu rất đẹp này. Con này mã R21 này, vai 48, bụng 50, giá là 64 nhé. Con này có giá là 300 nghìn con này. Mã R21. Mã tiếp theo này, một em con này của áo AP nhé. Con này thì áo khoác tương đối là dày này, con này mới đó. Mới này, áo khoác dàn gì đấy, AP này. AP thì dòng áo khoác của nó là giá cực kỳ cao nhé, không phải là trên chục triệu đấy anh em nhé. Đây, AP này, đây, đều hết nha anh em nhé, đều rất đẹp này. Đây, áo khoác gió hai lớp ở trong, có lớp ở đệm bông không ạ, đệm bông. Đây, trong à, đây, dây nào của nó cũng thêu nhé. Đều chữ này, tác này. Đây, này phong xem 170, con này mấy China, tác này. Đây anh em nhé, tác này. Đây, con này mặc lên dáng cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đây, quá đẹp luôn này nhé.
Mà R22 nhé, vai 41 bụng 50, giá là 63 nhé. À, con này bán là 600 anh em nhé, 600 MAP. Qua là nó cũng chưa đến mùa ấy, qua là con này cũng siêu rẻ, bán rẻ cho anh em. Nhưng mà mùa thực sự là con này chắc phải tiền triệu. Mà R22 nhé, vai 41 bụng 50, dài 63 nhé, giá là 600 MAP chính hãng. Áo rất đẹp luôn này em nhé. À rồi, à, vậy là em đã lên hết 22 mã áo khoác gió cho video ngày hôm nay. À, anh em có nhu cầu cần thông tin thêm về sản phẩm ấy thì vui lòng nhắn tin, gọi điện là cái mạng Zalo, em sẽ gửi thêm thông tin ảnh chụp rồi các thông tin chi tiết hơn về sản phẩm qua Zalo cho các chú bác mình nhé. À, anh em nhớ bấm vào nút đăng ký và nút quả chuông để nhận được thêm những cái thông báo về những cái video mới nhất của em Dương. À, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.